Bây giờ sẽ là trận đấu kế tiếp, The World và 5 cây cỏ nha mọi người. Ok, lên nào. Rồi, ok. Bắt đầu. Đánh đi nào. Bắt đầu rồi nha mọi người. Đã có một thành viên đầu tiên nằm xuống, đó chính là sát thần. Đội này không có Nga Mi là bất lợi. Để coi còn ai nữa không nha. Rồi ok. Chúc mừng đội The World đã giành chiến thắng. Okay.